Dạ vâng, tiếp tục video thì bên em lại test sản phẩm WC-X2500 dòng trí đó. Thì sản phẩm này bên em vừa cập bến ngày hôm qua và cũng như ngày hôm nay thì cũng đã lên đường theo anh Kiên nha, anh Kiên ở Hải Phòng. Đấy. Và con WC-X2500 này thì bên em hết hàng nha bác nha. Dòng chi đó thì bên em còn những mặt hàng sản phẩm như là X1600 và X800, X1250. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em, giá thì bao tốt cho tất cả bác luôn. Rồi em đi vào test hoạt động của máy cho tất cả bác cùng lắng nghe. Rồi đây đã nháy chuyển sang đèn màu vàng nha bác nha, lên nhạc này. Mở nhạc qua quảng cáo nha, qua điện thoại nha bác nha. Kênh 1 hoạt động ok này, kênh 2 này. Đấy, lên kênh. Ok, đấy, cả hai kênh hoạt động ok và không oxy hoặc rất êm luôn. Rồi lên cả hai cho bác. Quá hay luôn bác nha. Đấy, em đang ghép với nó là cái đôi loa to S38 SD nha bác nha. Đấy, đôi loa 3 đường tiếng bắt 40, một ống kèn gang cực kỳ là to, kèn tai vôi. Đấy. Bác nào yêu thích cái đôi loa này thì alo cho em nha, giá là 17.500.000 bao cước toàn quốc cho cả bác sở hữu một đôi loa to nha bác nha. Đây, đôi loa to này nha bác. Đấy, đôi loa rất là đẹp nha, to 38 SD, 4 lỗ thông 10 phía trước, gồm một bát 40, một trung kèn mở việc và hai siêu chép coi. Mời bác cùng lắng nghe.
hoạt động hoàn hảo và em sẽ đóng gói gửi hàng cho tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh Thành Quốc Hùng. Em xin chào và hẹn gặp lại.